Em bắt đầu giao lưu tối nay như thí sinh gửi đến một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Cuối cùng cho một tình yêu.
Thúy Trần xin được tiếp nối chương trình với một sáng tác của nhạc sĩ Đan Thọ, ca khúc Chiều Tím. Xin mời quý vị cùng nghe. Tìm trong chiếc bao tóc mây dài.